con đang đi đâu đây? Con đang đi siêu thị ở Coffee Maya. Con đi siêu thị là để làm gì? Để ăn. Con muốn ăn món gì? Bít tết. Bò bít tết. Vậy giờ mình đi kiếm bò bít tết ăn nha. Dạ. Đi rồi. Con uống gì? Dưa hấu chung với đường. Dưa hấu chung với đường, bớt đường chút xíu ha bắp ha. Rất nhiều. Sao mà rất nhiều đường? Bắp ơi, con thích ăn dưa hấu đó mà bắp. Chưa ăn cơm mà sao ăn dưa hấu làm gì? Ủa ăn cái gì bắp ạ? À? À có đồ ăn rồi nè bắp ơi. Đây. Muốn ăn chưa? Mình bắt đầu ăn nha. Giờ mình ăn nước vào cho bắp ăn nha. Bắp nè con coi. Nhìn. Đúng rồi. Bắp dữ chưa? Chỉ nào. Ê, đúng rồi, quá ngon. Ăn miếng bò bắp. Ngon. Bò sao nói mày nghe có mềm không? Rất là mềm đúng không? Vừa ăn không con? Ăn nữa không? Wow, anh bắp đang say mê thưởng thức. Ăn bò đi chứ không có nước để nó nguội hết con nè. Quá ngon luôn. Tên. Còn đây là món cà ri Nhật. Đây nè, rất là hấp dẫn luôn mọi người nha. Cũng nhớ là lúc mà Phượng còn đi học ở bên Nhật đó, là Phượng rất là thích ăn món cà ri này. Món cà ri này á, là vừa có một chút béo béo nè. À, vừa có một chút thê một chút xíu và đặc biệt là rất là thơm mùi cà ri. Mọi người là thường ăn cà ri Nhật á, thì sẽ thấy là cà ri Nhật có một mùi vị khác hẳn so với những cà ri của những nước khác. Thì mọi người nào mà hâm mộ món cà ri của Nhật á, thì chắc là cũng biết cà ri của Nhật á, là sẽ có một cái mùi vị rất là khác. Nó sẽ không ngọt như những loại cà ri khác nè, không quá ngậy như những cà ri khác, nhưng có một cái mùi vị cà ri Nhật rất là đặc trưng. Ở cà ri Nhật đó là kết hợp thịt, rau, củ, quả rất là nhuần nhuyễn luôn. Cà ri Nhật đó là không có bỏ rau, củ, quả vô chung nấu với cà ri như là những nước khác. Cho nên là khi mà mọi người nhìn vào một cái cây cà ri Nhật, cơm cà ri Nhật như thế này thì thấy là hấp dẫn bởi màu sắc rất là giống như là một vườn hoa vậy đó, rất là đẹp ha. Bây giờ mình ăn thử xem coi là có đúng như là cái hương vị ở Nhật Bản mà Phượng đã từng ăn hay không. Ăn thử rồi bác. Rất là giống luôn á. Ôi trời ơi, anh bắp ăn hết rồi. Bắp ăn gần hết luôn rồi. Đưa sâu thịt bò lên coi coi bắp. À, sâu thịt bò quá ngon luôn, anh bắp ăn một lúc. Ủa bắp, con chưa no hả? Sắp no chưa? Ăn chán miệng thì nó không? Không ăn chán miệng món gì? Kem vani. Kem vani, ok. Có thích ăn gì? Khoe với mẹ coi. Kem đâu? Đưa đây mẹ xem nào. Bắp thích ăn kem đúng không? Rồi ăn kem thử coi ngon không con? Ăn thử coi có ngon không? Chấm nhiều lên tí. Wow, ăn nhiều lên tí nha. Đây. Đó, còn đây là kem brulee. Món khoái khẩu của Hồng Phượng và Ba Cơ luôn. Nếu mà Ba Cơ có ở đây thì chắc chắn sẽ rất là thích món kem brulee này.
nó hơi béo một chút nhưng mà rất là hấp dẫn, rất là ngon. Đậu cái nào? Cái này hả? Cái này là hạt đậu á, đậu Nhật á, người ta cắm lên đây để người ta trang trí. Ông có thích ăn không? Thích ăn cái đậu Nhật này không? Đó, cái này cũng thích ăn kem hơn. Cũng thích ăn cái nào hơn? Ồ, đây là một set tráng miệng nè mọi người, có kem brulee nè, có kem vani cho bắp nè, rồi có hai tách trà nữa nè. Đây, có hai tách trà nữa nè đó, mọi người thấy không? Một cái set tráng miệng như thế này á là có đầy đủ hết, vừa có kem, vừa có bánh, vừa có nước trà luôn. Cho nên á là Phượng thấy á là đây là một set tráng miệng rất là hợp lý sau một cái bữa ăn thịnh soạn vừa rồi của hai mẹ con. Bây giờ mình ăn thử một miếng kem brulee nha mọi người nha. Wow, mọi người thấy không? Wow, béo ngậy luôn. Và ở dưới là đậu xanh hay trà xanh vậy Bách? Trà xanh hả? Wow, sao con thấy sao, có bị cảm tưởng? Ngon. Ở dưới giống như banana cotta đúng không? Kem brulee ở trên là tráng mặt đường nhưng mà ở dưới giống như banana cotta có mùi đậu. Mẹ ăn mẹ thấy giống như là một chút giống như đậu xanh vậy Bác. Ăn cái này không có bị ngọt quá. Còn ở trên đó là lớp trứng, còn ở dưới là lớp đậu, lớp kem đậu có mùi đậu chút xíu. Thỏa mãn không Bác? Uống trà. Có chừng nóng, có chừng nóng mà hơi nóng á, chút nữa. Trà gạo rang của Nhật cũng dễ chịu lắm Bắp. Uống vô một cái là cảm giác như là chất béo ở cổ họng nó tan, tan liền luôn á. Bắp ơi, tính tiền rồi đúng không? Bao nhiêu tiền vậy con? Đọc số thôi. Đọc số đi Bắp, bao nhiêu tiền? 7, 2 729.731 đồng. Quá rẻ luôn. Nhanh lên, nhanh lên. Anh bắt là ăn xong rồi no bụng đi không nổi luôn, chỉ có nằm muốn nằm ăn ở tại đây thôi. Ngày hôm nay là Phượng và Bắp là đã có một bữa ăn rất là ngon nè. Món ăn ăn những món Nhật Bản đúng không? Bắp thì được ăn món yêu thích đó là bò bít tết và khoai tây chiên. Mà mẹ cũng được ăn món yêu thích của mình đó là cơm cà ri đặc trưng của Nhật Bản. Và sau đó là có một set tráng miệng quá là hấp dẫn luôn. Nói chung là một buổi trưa thứ bảy rất là trọn vẹn đúng không? Ngày hôm nay thì mọi người cũng thấy, thì mới phát hiện ra là anh Bắp nhà mình cũng rất là thích ăn món Nhật. Cho nên là các ba mẹ nào mà có con nhỏ thì thử dẫn đi ăn món Nhật xem. Mình thấy là đồ ăn Nhật rất là mềm nè, ngon nè, và rất là phù hợp với các bé. Mọi người nhớ thử nha, nhớ đăng ký kênh YouTube của Hồng Phụ để theo dõi những tập tiếp theo. Bye bye.